Chào mừng mọi người đã trở lại với vlog của Siêu Team. Hiện tại tụi tôi đang có mặt tại Đà Lạt. Và hiện tại thì tụi tôi đang đứng trước nơi mà tụi tôi sẽ ở trong một thời gian tới. Nó có tên là D House. Thì đánh nhau luôn chứ. Đánh nhau đi. Chắc quá rồi, nôn nao quá rồi. Nhìn hai cái vali rất là choco và peanut đúng không mọi người? Rất là màu hồng và màu đỏ. Bây giờ mới 9 giờ sáng thôi, 12 giờ mới nhận phòng cho nên là mọi người bây giờ đang tranh thủ ngồi làm việc để edit cái này cái kia cái nọ để cho nó xong công việc. Đây, đây là không gian bếp. Lỗi là anh em nhà mình hơi bừa bộ một xíu mọi người. Đừng có quay cái này nữa. Hơi bừa bộ. Mọi người đang edit rất là mệt mỏi. Ở ngoài là cái không gian ăn rất là ủa. Tụi tôi rất là thích cái không gian ngoài này mọi người. Vừa ăn vừa ngắm cảnh nhìn xuống dưới này. Anh camera theo em đi dưới xuống dưới này. Trời đất ơi. Ở đây là có cái bồn rồi mọi người. Có thể là thức dậy xuống đây đánh răng rồi ngắm cảnh dưới này luôn. Vừa đánh răng vừa ngắm cảnh. Quá hay luôn. Wow. Ê, có cái đợt mà nãy mới nói cái chỗ rửa chén nó cũng chiêu nữa. Tại vì cái chỗ rửa chén nó cũng chĩa ra ngoài này luôn mọi người. Nó đi làm tất cả mọi thứ trong căn nhà này rất là chiêu. Đúng không chị? Lý do gì tất cả mọi người ngồi trong kia nhưng chị ngồi ở đây một mình? Chị thích chiêu. À, thấy chưa mọi người? Ai thích chiêu thì tới đây giùm em. Ở dưới này nó có một cái giường địa đàn. Đây là cái lối đi xuống, ngồi xuống. Sẵn cái góc này thì tôi sẽ tác nghiệp cho bà Peanut luôn. Ở dưới này có một cái hồ cá nè mọi người. Cá? Nhưng mà một cái hồ cá này thôi, mình đừng banh cái hồ cá. Hồ cá có cá không? Hồ cá này không có cá. Hồ cá thì không có cá, chỉ nó là cái hồ, chứ nó đâu phải là cái hồ cá đâu. Kiểu để trang trí hồ thủy sinh hả mọi người? Hồ thủy sinh hả? Mà nhìn cái cầu thang này biết tôi liên tưởng tới câu chuyện gì không? Câu chuyện Romeo and Juliet. Trời ơi. Kiểu ngồi ngang lén. Cái bà Juliet bà ngồi chả bà thẫn thờ bị ông Romeo. Ông Romeo dưới này ông kêu bà rủ Peter quay đó với bà đi. Giờ tôi dẫn mọi người tới cái khu mà tôi thích nhất luôn nè. Trời ơi, chào mừng mọi người đến với không gian yêu thích của tôi. Đi ra mua thịt về nướng ăn. Này nướng nè, đồ nướng bên này. Trời ơi, thích bên này thì bên đi house đã chuẩn bị kiểu như là nồi, chén dĩa, muỗng, đũa. Tất cả mọi thứ dụng cụ ăn uống luôn, tất cả chuẩn bị sẵn bên này. Ví dụ như ở đây mở cái hộp lớp đó bà. Xong cái này cái sân khấu nè. Gì hay vậy ta? Ủa, sân khấu nè. Đây sân khấu nè. Mình hát bài. Lớp chúng mình rất rất vui. Anh em ta chan hòa tình thân. Lớp chúng mình rất rất vui. Thì bây giờ tôi sẽ lên phòng. Một trong những phòng ở đây để coi. Một trong những phòng đó. Một trong mấy phòng ở đây để coi. Để như thế nào. Tôi muốn hơi tò mò. Đi room tour. Room tour. Cái nhà tôi ở đây nó tính thiệt. Tôi quay bá cháy luôn. Cái phòng này là cái phòng cho gia đình hoặc là cho nhiều giường quá nè. Trong này có cái giường nữa nè. Cái này là chắc cho gia đình nữa. Cái bàn nhỏ nhỏ trong cái phòng dễ thương. À, với một điều mà tôi để ý nãy giờ nha. Ở đây cho rất là nhiều gối. Như là mỗi cái giường mà đã có hai gối rồi nhưng mà trong bên trong vẫn cho kiểu gọi là gì đó. Rất là nhiều gối để review chiêu. Cảm giác là cái vibe của cái D House này đó là hợp lớp. Đoàn kết. Tình thương mới thương. Đúng. Mỗi phòng thì sao cũng có một cái máy sấy, một cái bàn ủi gì vậy. Đây, một cái chi tiết rất là đáng yêu. Cái tủ nó nhỏ quá, lúc cái máy không nhét được cái tủ lạnh. Không nhét được cái tủ lạnh vô. Không nhét được cái tủ lạnh vô. Giờ tôi dắt bà lên cái tầng gác mái. Tại được không gian nó rất là đã. Tôi nôn nao nãy giờ rồi. Tại nãy tôi có nói bà là ở được 30 người không? Nó cho coi cái hình là thấy đã ở được 30 người đó. Ô, ngoan rất là âm hưởng Nhật Bản luôn. Trong đây có một cái gian phòng cho nguyên cái lớp ngủ. À, tôi rất là thích mấy cái kiểu gác mái. Gác mái á. Đây có cái cửa sổ. Cái sofa. Một cái sofa để cho hợp lớp. 30 con người có thể. 30 con người ngồi hợp lớp với nhau. Trời ơi. Cái view này thích quá à. Để với cái view này là đỉnh của chóp. Nó là đến đây là xong rồi. Thì tôi sẽ đợi đến 12 giờ tụi tôi sẽ lên đây nhận phòng. Ở đây có một hạn chế đó chính là hơi ít nhà vệ sinh xíu thôi. Một cái phòng lớn thì chỉ có một cái nhà vệ sinh thôi. Nhưng mà kiểu như nó sẽ tăng tính đoàn kết và chia sẻ mọi người. Điều nhịn và kiên nhẫn. Nhịn nhẫn và kiên nhẫn. Hello mọi người, và Siêu Team đang ở Đà Lạt. Và đây là ngày đầu tiên. Và bây giờ thì tụi mình đã bụng quá. Sẽ đi ăn cái gì?
Và nước lòng gà. Ăn mì xíu mại. Nước lòng gà. Có nghĩa là bây giờ tụi tôi sẽ tới chỗ em. Tụi tôi sẽ tới chỗ em. Ăn nước lòng gà. Có nghĩa là bây giờ tụi tôi sẽ tới chỗ em. Tụi tôi sẽ tới chỗ bánh mì xíu mại, xong rồi Võ Huy sẽ bắt xe đi ăn bánh nước lòng gà sau. Bánh nước lòng gà. Võ Huy nó là người thành công sẽ có lối đi riêng nên nó sẽ tự bắt rap đi riêng. Ok, hello mọi người. Bây giờ thì tụi mình ăn món đầu tiên khi tới Đà Lạt, đó là bánh mì xíu mại Bé Linh, nằm ở địa chỉ 37 Hoàng Diệu. Rồi tụi nó kiểu đói ngơ ngác đó mọi người. Xong không ai buồn, phỏng vấn. Thôi giờ thì để ăn xong đi rồi nói tiếp ha, để có sức đã. Mọi người cùng đợi tụi mình nha. Đợi thử là ăn ngon như thế nào, hấp dẫn như thế nào. Bây giờ đó là 8:13 thì tụi tôi đã hoàn thành xong tất cả công việc ngày hôm nay. Chưa nha, chưa. Chưa hả? Tụi tôi tự thưởng cho tụi tôi một cái sự là ăn lẩu bò ba toa. Để tiếp tục cho một cái sự là bóc đồ đi ăn lẩu thì tôi sẽ là người khơi mào trước. Tại vì nó cũng không có được nhiêu tiền hết. Nhưng mà tôi sẽ gọi là mặc một cái sự nguyên cây tựa như Chanel, và một đôi giớ của Chanel và một đôi giày không phải của Chanel. Nhưng mà tôi khoác cái này ở ngoài để chỉ giữ ấm thôi. Và một chiếc túi bling bling của Alexander Wang. Ở đây tôi thấy có một người đang rất là bận rộn, vẫn rất là cuốn vào công việc. Thì xin được phỏng vấn bạn Peter Thiên Phú. Bạn có thể nói về outfit của ngày hôm nay được không ạ? Thực ra hồi nãy trong lúc thay đồ thấy anh ta vô cùng tâm đắc với outfit ngày hôm nay, cho nên tôi cho anh một cơ hội để giới thiệu về nó. Nói đi. Rồi. Không phải, cái cành tay là ngay chỗ này. Mà đây là chỗ này. Bé vậy, bé đưa vậy người ta không có biết, bé phải gì nè. Trời ơi. Cháo quá, không lấy né được luôn rồi. Thì hôm nay anh ta hồi nãy khoe là một bộ bồi bàn dâm đảng. Nhưng mà bù vô đó là sẽ một chiếc áo da để cân bằng lại sự sang trọng nha mọi người. Bên cạnh đó là chiếc bao tay anh ta mới khoe mua 600 ngàn hồi nãy, đu cái cột kia mém bị rách. Và đồng hồ mới mua nữa mọi người, bóc giá thì không biết giá. Cộng với chiền. Nhiêu đây? 25 ngàn. Tự anh giới thiệu đi, mai mốt mở bán mà. Cái đồ có sự dây chuyền này phát sáng trong đêm. Nghe đồ phát sáng trong đêm á anh, mà như không thấy không. Ồ, sáng lắm nha. Ồ, sáng nè. Đâu? Anh có thấy sáng. Đó, nó sáng nè. Chị đó, ghê đó, vậy, có vẻ như là thật sự sáng rồi. Trời ơi. Tên anh Vĩnh. Chết rồi, outfit này có gì đâu bóc. Ủa đẹp mà, dạy tặng nè. Áo của Mạnh Cao. Ủa áo của Mạnh Cao sao anh bận? Có một sự trao đổi nhẹ ở đây. Có một sự dính líu. Trên người tôi nếu mà nó là mắc tiền nhất thì cộng dây chuyền. Rồi. Mấy chục triệu. Bắt cận vô cộng dây chuyền phát sáng coi. Cộng dây chuyền 270 ngàn. Trời. Đẹp quá vậy. Ủa lấp lánh quá vậy. Đúng rồi, nó phải kiểu ra đường ánh ánh lên, làm không lại Peter là không được. Gửi anh đi. Dùm chuối. Bạn Võ Huy mọi người. Áo nết này nghe đồn là của nhãn hàng sắp tới ta sẽ ra mắt đó mọi người. Không hủy rồi. Không hủy rồi. Vậy thì anh có thể giới thiệu hơn về chiếc áo lông hồi nãy anh ta cũng khá là tâm đắc. Áo này mua hàng đồ si 600 ngàn. Trời ơi. 600 ngàn là trời ơi, là mua được hết bao nhiêu đây luôn á. Quần mua si 150. Giày tây mua si 300. Hết rồi. Áo này là tự làm thôi. Ủa áo này tự làm hả? Áo này tự làm. Hết rồi, đi anh bỏ mặc đơn giản thôi. Hello mọi người, hiện tại tụi tôi đã có mặt tại quán lẩu bò ba toa xếp gạch quán gỗ. Theo như tin đồn là
trên cái con đường này có rất là nhiều quán lẩu bò ba toa, nhưng mà cái quán mà chính gốc á thường á bán rất là đắt, rất là chạy, cho nên là thường người ta sẽ nghỉ sớm. Cho nên là hiện tại là tôi cũng không chắc là tôi có đang được ăn ở cái quán đó không nữa, hình như là quán ép mòn mất rồi. Ok, hiện tại thì tụi tôi đã tới nơi ăn lẩu bò. Thì ở trên cái con đường này thì rất là nhiều quán, nhưng mà tụi tôi chọn quán này quán Cô Thêu đúng không? Đây là một trong những cái món ăn mà các bạn khi mà tới Đà Lạt thì chắc chắn phải thử. Là một cái thứ mà mọi người tới phải ăn, giống như là một cái truyền thống phong tục trong quán vậy đó. Nhưng mà tại sao gọi là lẩu bò Ba Toa? À, hình như theo anh nhớ là đường này tên là đường Ba Toa, và nó được kiểu biết đến nên nguyên một cái đường bán lẩu luôn. Dạ, đường này đường cũ tên là Ba Toa. Sau này mới nói tên là quán gì. Má ơi, chơi đúng mà chị mới làm gì? Không, chị đụng chỗ này tới nãy hết bình thường, chúng ta bán nóng. Quán có bông mì hả? Nó nóng cả đôi, có hai chiếc này nó giòn nóng. Xô quá thì bây giờ mình phải làm sao ta? Không biết luôn. Phải trụng rau đúng không ta? Thôi đừng có khóc rồi đi, đừng có cảm động. Mẹ tôi cũng nghi ngờ rồi, vậy là cái này nó sẽ bị dính gì. Đây nó nóng nha má, uống vào. Má là làm sao được ta? Đầu tiên là mình nhảy xuống cái mũ. Hay quá, tụi tôi còn chắc là đau quá. Chết rồi. Chết tiệt. Nhưng mà sao rau bỏ mì vô, bỏ mì vô. Rau đi. À, là chị phải quay rồi. Đây là chị phải cầm rồi. Đây là chị phục vụ đi. Sao á? Phục vụ. Nhúng vô thôi đúng không ta? Chào. Có gì nữa ta? Có mì nữa không ta? Mì phải xé không ta? Nhưng mà cái chao này thì sao ta? Sao mà mặn mà bằng cái này được. Nhìn vô là biết một người có thiên không. Thôi ăn đi, ăn nít ít. Nói nhiều quá cá đó. Ủa vậy hả? Sao không ăn lão bằng cái bài nó tại chợ luôn á. Mấy cái xoài á. Ăn hôm bữa dặn rồi là cái bài này nó nhiều. Hồi quá. Hồi nãy là tính lấy cái bộ đêm của cái này. Xong chợ nhận ra chúng ta được nhìn nhau không bị mất trí nhớ. Đúng, mất trí nhớ. Lên nó đi nhà ma, sợ mất trí nhớ quên đường chạy về. Hồi nó đi nhà ma, sợ mất trí nhớ nên là quyết định ăn lại cái này. Quay đầu lại. Nãy có một cái cục muối khủng lồ nó mắc kẹt. Nó mắc kẹt như trúng cái lỗ mà đang bị nhiệt của tôi. Dạ, đúng rồi. Nuốt vô cái ngon. Nuốt vô cái ngon. Tới giờ quay cười như giật chính luôn. Dạ, nó nói bắt mặt mày, mày về kia cái mặt tôi vô. Đúng rồi, khi mặt thì vô mà em.